Ok, xin chào mọi người nha. Chào quý bà cô chú quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Nãy giờ Quốc hết 9 cuốn chả rôm nha, Quốc Lộc. Chả giòn nha các bạn. Ô, kìa kìa. Kìa ra kìa. Sau ra để cửa là quay vô. Bây giờ là 7 giờ tối ngày thứ ba nha các bạn. Bữa nay cái áo màu đỏ mà kết hợp với màu đen đó, nó hợp với nó nổi rồi các bạn. Hôm qua là cái áo màu xanh ở ngoài thì ở trong màu gì không nhớ nha. Cũng được, kết hợp, nói chung hai màu kết hợp được á. Sao tình hình mưa rồi sao mấy hả? Sụp nổ hả? Đúng có khách mà. Có ba chảo mà trên bàn. Hôm qua cô nói chú hả? Lai ra suốt ban ngày. Lai ra suốt ban ngày. Bán bánh xèo lai ra sống qua ngày nha các bạn. Edit đang lại. Anh nào bữa quay hot girl được rồi, rất là nhiều cô chú anh chị xem. Nay ăn nhiều vậy bé hả? Mới ngáp nha mọi người. Sao bữa nay đi học sao lại tình hình thôi? Học tiếng Việt hả? Không, toán hả? Bữa đầu tiên chắc vô chơi phải không? Đã vô nhịp sập chưa? Vô học luôn hả? Vô khai giảng. Chưa khai giảng đúng không? Ngày 5/9 khai giảng. Ngày 5/9 là ngày toàn cả nước học sinh đến trường. Rồi học đến giờ vậy? Bữa nay là bà nội cho mấy giờ vô? Bữa hôm nước nó nói 8 giờ, sao giờ tăng lên 8 rưỡi rồi? Tiêu rồi. Không, 8 giờ cũng được vô rồi. Tâm Anh mới là 8 giờ rưỡi mới được vô. Trời ơi, con Tâm Anh, đúng là con Tâm Anh. Sao anh? Chứ tội là làm đảm đang hơn cho nên vô trễ hơn hay sao? Đúng không? Hợp lý lắm ly. Bữa nay nãy mình tới là thấy chả đam còn nha các bạn. Còn chắc được 20 cuốn á, mình dứt hết 10 cuốn rồi. Chả giò. Nhầm. Quê mình thấy về chả đam mình gọi chả ram. Nhầm. Kì cô hai đứa kia nói chuyện. Chị hai kêu kìa. Hôm qua bán hết không? Hôm qua bán hết bánh xèo không? Trời đang mưa, đứng phía sau là nó dân vô. À tưởng cái gì? Nó văng ướt liền à? Trời ơi, chơi kỳ đó. Chơi kỳ á. Con phải kêu là ông Hà. Bác Hà. Xem một cách trọn vẹn nhất. Rồi ngày tính tiền đâu anh? Tính tiền nhà chú kìa. Bật mí đi cho tôi có chủ đề với có một ông bà cô nghe luôn. Không, bật mí được. Nói chấn động hả?
Vui hay buồn? Vui. À vui 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 được, vui được. Kể nghe chia sẻ thì vui, vui thì mình mới chia sẻ. Còn buồn thì mình cũng chia sẻ luôn. Hello kìa đẹp trai. Hai bữa nay không thấy anh Kiệt nha. Bớt cho con. Bệnh rồi. Khỏe chưa? Ngày này có đi học không? À, bệnh. Rồi tình hình sao rồi? Đã đỡ giống nhau chưa? Để chia chia khó đã có Tâm Anh. Tâm Anh bao thân ở ngoài luôn, vừa lo vừa bán chả giò, vừa đứng đây luôn. Quá giỏi. Rồi. Rồi sao tin vui sao? Tin vui kể cho mấy chú, chia sẻ cho mấy chú đi. Ê. Không được nha. Không kể được. Gì vậy? Bây giờ không kể được tin vui thì kiếm tin buồn kể. Thôi, có gì bí mật không à? Tin vui có gì bí mật không? Ừ? Bình... Nói giọng chú hết rồi. Thôi, nói nghe đi. Bé Hà nó đang làm gây cấn, đang làm giờ gây cấn á. Đang làm kinh tính. Cho bà cô chú gọi là tò mò. Chuyện này gây cấn à? Chuyện này gây cấn à? Chắc là chuyện lớn rồi. À, để chú đoán nha. Chú đoán ba cái, còn không đúng là con nói. Con nói giờ nhà chị đi ở dưới chị đi đâu. Chuyện vui đúng không? Bánh xèo nhí có đơn khủng. Wow. No. Từ nãy giờ, từ hồi hộp mà chuyển qua nhất rồi. Thứ ba đi với chồng. Dạ. Thứ ba đi với chồng. Dạ. Rồi, tin vui. Gì? Bánh chả giò chiên sẽ đứng bếp, còn mười con là không có làm nữa. Con không. Dạ đúng rồi, sai rồi. Nữa. Chứ phải sai. Rồi chia sẻ luôn. Không đoán nữa. Đoán ba cái không đúng mà. Ai? Bạn nào? Bạn mới hả? Mua bằng cách nào? Bạn tới mua hay là mua bằng? Bạn chưa mua, bạn nói thôi à. Nói rồi. Vậy là vui chưa? Hồn chưa? Chuyện này thấy không hấp dẫn gì hết nha. Bạn nói sao mới được. Bánh xèo nhí chúng ta để chỉ là 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha các bạn. Giờ bé Hà nó không nói, mình nói cho giờ hả? Chán ghê. Ủa? Ông bà nội mới đi hả? Nói Gia Kiệt với Ken đi rồi. Đi khám bệnh hả? Giờ quán rồi chỉ còn có con với lại Trâm Anh với lại cô Hát bao chân á. Quá tuyệt vời. Quá tàu lao. Giờ địa chỉ của bánh xèo nhí là ở đâu không? Dạ địa chỉ ở đây là đúng. Ở đây là sao? Ở đây là ở đâu? Vui. Dạ đây là 21 rồi Đông Bắc, vừa tôi đến từ quận 12. Tên công ty mùng 7 với chung với cái FC.
quảng cáo cho ông nội nữa. Ê chú vui tết kìa. Trời mưa vậy à, bán hàng dưới có khách nào vui rồi. Gặp chú vui tới nữa càng vui hơn. Cái gì vậy? Rồi đúng đúng, đúng áo luôn. Mưa quá, bành xèo cũng ế mà đá cũng ế ha. Đá có ế không anh Bui? Rồi cho khách vô, chạy xe vô luôn anh. Đá ế không? Trời mưa đá có ế không? Một cái. Đang về hả? Đang về, cái đang về. Trời mưa thì mưa, về nhà ăn cơm với gia đình. Cái này cái cũng ngon. Cuốn miếng đào, cuốn miếng chán, chấm chấm. Gì ạ? Một cái bánh em về nha Tâm Anh ơi. Tâm Anh đi đâu rồi? Ủa Tâm Anh đi hả? Một cái mang về rồi. Đây mọi người sẽ xem cái khung cảnh lúc mà không có bà nội ở nhà nha các bạn. Cái công cuộc buôn bán khá là trì trệ luôn. Tâm Anh thì nó trốn trong. Rồi bây giờ mình sẽ quay video này, mình sẽ bóc phốt cho anh. Xong rồi tối anh mày qua quay cho anh, nó hờn cái mặt đó luôn, nó hờn luôn. Ướt nha các bạn. Wow, ướt mem luôn rồi. Ghê thì chết. Ủa mà đổ ba chảo mà có 2, 4, 6 mấy bánh vậy các bạn. Vậy là hai ngày này thằng Kiều ở nhà không đi học à? Đau. Bệnh mà sao đi học được không? Có gì đâu. Đó, bí mật này bật mấy rồi đó. Dạ. Bạn tới ăn bánh xèo mà chưa biết nữa. Chưa biết khi nào tới ăn á. Nhưng mà giờ kêu Trâm Anh ra nè, mới có cái nữa. Cái gì nữa? Kêu Trâm Anh ra rồi anh sẽ nói ra mà gì đó. Nói với bà, ra ma gì? Nói với bà. Nói với bà. Ừ. Bà nói đi rồi. Tí giờ mát đó ha. Đâu có, mình đang quay video này là quay bóc phốt Tâm Anh luôn á. Sao mà bóc phốt luôn bé Hà luôn. Đổ mình chiều trái.
chưa mà nãy giờ có trái cái nào gái không? Tôi giỡn nha, là cô chú bây giờ không có khách nha mọi người. Tâm anh chắc nó đi trong làm gì vậy? Khách thì ở trong nhà vẫn còn 4 được khách, năm đang ăn, 5 người. Mấy người? 5 người. Sao tôi nhìn có 4 người đó? Tính luôn em bé, em bé con của anh chị này. À, 5 người. Trời mưa giờ là mưa ướt luôn á. Hai cái bánh mang về cô Phát ơi. Cô hát nói gì? Nó vô nó ra nó bán còn 10 cuốn nữa nó bán luôn ra nó ở đóng rồi ai bán? Con đâu bán được đúng không? Con rồi. Bách Thường Nhí chúng ta là ở địa chỉ 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp quận 12 nha mọi người. Ủa bà nội phát đó bánh sườn dây vậy? Hôm qua có phát không? Tám giờ ông vô rồi, có mình bà nội chiên nè. À đúng rồi, cái đoạn sau là mấy hà nó không nắm nha các bạn. Trâm Anh đã xuất hiện với cái túi sách giống như cô đi thu hụi. Cô chủ hụi nha các bạn. Cô chủ hụi nhỏ. Không, nhà này nó không coi bây giờ có mấy chú bánh xèo nữa đâu. Chú Hà ngày nào cũng quay. Không có comment luôn á. Hồi trước vô comment rồi à. Hey, hello chú Hà. Hi. Này không có nha các bạn. Buồn. Buồn hết sức. Có buồn chú Hà mình còn đi chưa? Chán. Đây. Bánh này vàng nè. Bánh này là chuẩn nè. Chuẩn bánh miền Tây. Giòn. Vừa lên cái màu vàng là sao hả? Không phải comment. Không có comment mà
Ờ, ok. Ok, tin. Đúng như là kịch bản luôn á. Like, cho mình một like, một chia sẻ, và một comment. Quảng cáo. Đó, vậy thôi. Đó, rồi khỏi comment cũng được nữa. Comment thì ê, có tác rồi. Trời mưa mà chú Lâm lặn lội tới kìa. Đâu. Đó, mới vô. Thấy không? Mới vô, mới vô. Bữa giờ anh Long cũng đi quay rất là nhiều quán. Ờ. Chú Lâm là thua đó. Già nào chú Lâm tới đây á, chú Lâm lâu lâu mới tới lần. Mới lấy anh. Biết đâu mời ra chú ăn nữa thì sao? Anh trên bàn này quý vị 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12. Chú mới vô rồi. Bữa mới quay quán ốc để quay cái chị đó đó. Chị đang đứng đó. Để làm cái clip top mấy ngày trời. Để lát nữa kêu chị like cái đăng ký cái. Trời nãy mưa nặng hạt lại các bạn ơi. Toan à. Mưa lớn rồi. Tình hình này là đêm bữa nay là bến xe dưới sầm nụ. Bởi vì trên bàn hiện tại là có 2 4 6 8 10 12 14. 2 4 6 8 10 12 13 cái bến xèo nha các bạn. Buôn bán mà trời mưa bắt buộc phải chịu thôi, thuận theo tự nhiên. Trời mưa bồng bông phập phồng, mẹ đi có chồng con ở với ai. Gió mưa bồng bông phập phồng hả? Chú tính vậy thôi, chú tính theo bản của Dương chứ chú đâu có nhìn ra bao nhiêu cái bánh xèo đâu. Bánh xèo là bữa nay là trời mưa nha bà cô chú. Có chả ram nữa mà hôm nãy là mình thấy là chả giò. Có chả giò nữa nhưng mà chả giò là mấy trăm anh phụ trách. Hiện tại là còn khoảng 10 cuốn á mọi người ơi. Đó đó đó. Hồi nãy anh hát cái đó người ta gọi là cái gì? Ngâm hả? Ngâm hả? Bụng ngâm hay là sao? Không hát cho hò. Đâu hò đâu, không phải vậy đâu. À. Hát cái đó mấy cái đó hay á. Giờ miền Tây là hát ca cổ nè. Ca cổ hay lắm chứ bộ mấy bạn ha, ca cổ hát ca lương. Hay. Bà cổ bà cố mà có dàn micro với lại dàn mic âm thanh nó lập âm rồi nó hỗ trợ giọng rồi chắc hay lắm á, hay như ca sĩ à, gì? Kim Tử Long á. Lâu lắm rồi không nghe bà cố hát. Đợt lúc rảnh rỗi bà cố lên đây hát chung với bé Hà với Tâm Anh. Yeah. Quá bén luôn. Giống gỗ hay hò hay ca lương. Ca lương rồi. Ca lương nhưng mà phải bà cố thì bà quên lời rồi cho nên phải có bắt cuộc và có cái điện thoại để hỗ trợ lời á. Yeah. Mới thuộc lời. Yeah. Wow. Lạnh quá. Mấy trời mưa mà anh Hà hát mấy bài này là hợp luôn á anh Hà. Cho mấy Hà hợp đi ngủ luôn. Mấy Hà nó đi ngủ luôn. Nó giao lại cái quán bánh xèo cho anh Trâm Anh. Ủa Trâm Anh mới ra hả ta? Trâm Anh đâu rồi ta? Trâm Anh đang bận. Kẹp bánh tiêu à, chị hai bánh xèo còn Trâm Anh là Trâm Anh chả giò hả? Phúc điệu hả? Thế dạo này có điệu gì đâu trời. Mới có đèn có người vô comment này. Anh Hà là chuyên gia. Ai comment? Quay hot girl. Hôm nay có xôi ăn rồi thanh cháu Lâm YouTuber dễ thương. Thôi không sao. Không sao. Anh Hà dạo này là đi săn hot girl.
Đây hot sir. Hot sir, hot girl ngay trước mặt đây đi sang gì trời. Ê thứ ba ra kìa. Phải đâu? Cách à. Hôm nay đang chờ thứ ba ra kiếm review mà thứ ba không ra luôn. Bây giờ mà lỡ mà bất ngờ mà thứ ba ra cái là tối nay là view là nó nổ đùng 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 luôn á. Bữa giờ quay mấy lần trước quay thứ ba mà không có nghe nó hết giờ rồi. Bây giờ nó giờ lúc trước quay bây giờ là giờ có cách hay lắm này. Lấy video cũ á, lấy cái video mà thứ ba đổ bánh xèo á đang lên. Đảm bảo hot luôn ở trong anh. Phải hả? À bây giờ chú suy nghĩ rồi. Tối nay chú lấy sao hả? Tại sao? Nói nghe chơi. Sao? Đây chị nghĩ đây, chị nghĩ. Làm như vậy kiếm được view nhưng mà sao? Quan trọng là cái nhưng mà sao? Trả lời giống gì? Cái người phát ngôn của Bách Sầu Nhí không ạ? Người đại diện sao? Nhưng mà sao? Tao lỗi. Không đâu có gì đâu mà tao lỗi. Lúc trước á thì có mọi người chú đang có mà, có thực tế là có thím ba có đồng chú có bộ đồ bánh xèo mà. Chứ chú có ghép mặt thím ba vô mặt con đồ bánh xèo đâu. Chính thím ba đồ bánh xèo mà. Con giỡn ngoài rồi đó. Gì? Nãy giờ đang kỳ. Chú làm sao? Chú sẽ tìm mọi cách để chú, cô ba phải xuất hiện. Nói chung là hot chả giò vẫn giấu mặt nha các bạn. Bữa giờ anh Hà toàn là hot girl. Hai cái 70 quá chị. Trời mưa tính rẻ rồi, lấy 70 là được rồi. Sắp vô. Thường là cá hai cá 70, mà hôm nay trời mưa tính rẻ rồi, lấy 70 thôi. Ba chục 70 giống nhau mà. Rồi, không được rồi. Bữa nay Trâm Anh, bữa nay cô giáo con mặc cái mặc đồ tím không? Hay là mặc đồ khác rồi? Mặc tím nữa. Giả là cô con là một mua 7 bộ đồ tím rồi. Ừ? Mấy bộ? 30 bộ hả? Thiệt không? Cái gì cô xài 30 bộ đồ tím luôn hả? Con thiệt không? Chú đặt cái tiêu đề luôn á. Rồi, ok. Không thiệt. Ủa vậy hả? Rồi xong. Chị vậy cô giáo yêu màu tím. Con tặng hả? Con tặng giờ con tặng cái kẹp màu tím nữa là y bài đó. Cô đâu học cô Trâm Anh đâu, cô học cô Diễm mà. Không, cô cứ tặng cho con có con em ấy, cô đáo đỡ lắm, cô nhớ chăm sóc kỹ kỹ con. Bán kẹt. Nhưng mà con học buổi sáng không? Buổi sáng là bên khách đâu? Ok chú. Giờ mưa cái kiểu đây là mưa. Kiểu đây là từ từ mới có khách. Rồi bớt xíu rồi nè. Mưa lớn rồi à. Lớn hơn chút xíu. Giờ tạnh lại chút xíu nhưng mà vẫn ướt người nha. Ai cũng áo mưa hết. Không ướt người mà là ướt áo. Xôi xéo hot girl, hoa hậu và xôi lá sen chính hiệu Hà Nội bán cạnh nhau ai chắc chắn sẽ ăn xôi lá sen. Đồ tiêu đề ghê. Hà là giờ là chuyên hot girl rồi, chuyên quay hot girl rồi. Anh Hà quay hot girl được rồi, rất là nhiều cô chú anh chị đón nhận và xem rất là nhiều, like và bình luận cũng nhiều nữa. Mưa kiểu đây mưa buồn. Chú nói gì?
Bây giờ hiện tại là chính thức là bánh xèo là hiện tại không có khách nào nha các bạn. Chỉ có hai ông thần YouTube đứng phía trước đây. Ông thần YouTube bữa nào cũng đứng đây quay bánh xèo. Nhiều khán giả vô chắc khác bét lắm. Biết hai ông nậu này cũng làm gì mà. Ngày nào cũng thấy ông đứng đây quay bánh xèo. Có mình anh này nha. Thôi đúng rồi. Lâu mới qua nha. Không biết mấy ông có cái động lực gì vậy? Ngày nào cũng đứng đây quay bánh xèo. Động lực gì hồi nãy em. Bé Hà, theo con nghĩ là như chú quay bánh xèo ngày vậy, chú có cái động lực gì mà chú đứng quay bánh xèo ngày nào và ngày khác? Một câu hỏi phỏng vấn trực tiếp hoặc trả lời thì phải phát ngôn viên MC hay là người đại diện gương mặt đại diện cho thương hiệu bánh khách xèo nhí. Cảm ơn, mời bạn. Động lực của mấy chú quay bánh xèo là tại vì bánh xèo vừa thơm vừa ngon vừa rẻ vừa bổ. Nhưng mà thì mấy chú quay hoài, con nhỏ mình đứng đây đổ xèo đúng chưa, con là đầu bếp thôi, con đứng đây con đổ xèo này mấy chú, chú thì mấy chú quay là động lực của mấy chú bánh xèo thì tất nhiên ngon rồi đó. Ăn một ngày là được này, cách hai ba bữa ăn là ok nè. Nhưng mà ngày nào cũng ăn bánh xèo, ngày nào cũng thấy đồ bánh xèo như là một người bình thường, con cảm thấy như thế nào? Con có thể ăn bánh xèo 30 ngày không? Con đã là thiệt tình. Con có thể là ăn bánh xèo liên tục trong vòng 30 ngày, 2 tháng, 90 ngày, rồi nửa năm hay là tối thiểu là một tuần đây. Con có thể ăn bánh xèo trong vòng một tuần liên tục, ngày nào cũng ăn. Mà thấy chú ăn bánh xèo gần đây là gần một năm rồi đó, ngày nào chú cũng ăn bánh xèo, chỉ trừ những ngày mưa ngày gió và những ngày mà bánh xèo dí nghỉ không á. Chú lo ăn là chú quậy. Bé Hà nó phốt mình nè các bạn, chỉ quay không ăn bánh xèo nha mọi người ơi. Nhưng mà lâu chú Hà cũng phải ăn thì đúng thiệt. Nhưng mà lâu mấy ngày nào chú Hà cũng ăn đâu. Không, chú nè, chú hỏi con là ý là cái thấy là trừ những ngày mà bánh xèo dí nghỉ thôi, hoặc là những ngày nào chú nào thật sự bận á. Còn bình thường là ngày nào chú cũng quay bánh xèo. Theo con thì chú có cái động lực gì mà chú ngày nào chú quay bánh xèo? Tại vì chú quay cho tất cả vợ chú xem. Để làm cái gì? Đó là nãy giờ con nói là yếu tố khách quan thôi. Nhưng mà còn thật sự ra một người mà đứng mà quay giống như là 8-9 tháng đó, ngày nào cũng tới đó. Không phải trừ những ngày bánh xèo chay nghỉ với lại trừ những ngày mình bận ra thì có cái động lực nào trong đó? Thí dụ này nói là cái động lực nào? Động lực là mấy chú quay này lâu rồi, mấy chú đứng quay hoài. Mấy chú cũng có mấy chú thương của con nên mấy chú nó quay hoài. Phát thanh viên này phải cho đi học trả lời phỏng vấn, trả lời những câu mà kiểu như là nó vừa làm hài lòng người khác mà nó vừa làm hài lòng khán giả, mà nó vừa làm phải trả lời đúng. Con chỉ còn là hài lòng con trước đó, và hài lòng mọi người, cô chú không có phụ lòng cô chú. Nên mời cho đi học học viện ngoại giao. Chỉ là cái yếu tố khách quan thôi. Còn nhưng mà thật sự ra á, nhiều khi nó con nít nó cũng không có hiểu được rồi cái anh Hà. Con sao mới 13 tuổi rồi. Ý của chú Hà nói là cái động lực nào á để cho chú Hà ngày nào cũng đến đây, cũng quay, cũng chơi vui với con. Đó, cũng chia sẻ hình ảnh. Con nói con trả lời không được thì chú trả lời luôn nè con. Rồi chú Hà trả lời. Chú Hà hỏi chú Hà trả lời. Hello. Wow, một em gái rất là dễ thương nha. Em gái dễ hai mái. Với gần đường nghe qua quen đó nè. Không, đâu quen đâu. Chứ sao hello? Thấy người đẹp là mình hello. Wow. Đó vậy hả? Bữa giờ anh Hà rất là có duyên, quay hot girl, thấy hot girl là hello liền. Hả? Hả?
chung là có rất là nhiều lý do. Cái lý do mà nó quan trọng mà nó không làm mất thời gian của chú là cái chỗ bánh xèo này nó gần nhà chú, đó là một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là chú chia sẻ thật. Và cái thứ hai nữa là chú cũng rất là mến tụi con, rất là mến tụi con, và kiểu như là giống như con mình á, quay lâu cái tình cảm. Và một cái yếu tố nó cũng khá là quan trọng nữa, nó chua lắm á, nó chua dữ lắm. Đâu có chua gì đâu, mặt chú đâu có đổi sắc đâu mà. Em thích ăn kẹo chua. Thích ăn kẹo chua. Đang nói giống như là nãy giờ đang chú Lâm đang muốn nghe. Nghe à? Biết bạn. Nãy chú nói hai lý do đúng không? Thứ nhất là nó ở gần nhà chú. Chú có cái việc mà cái thời gian mà đó chú di chuyển tới đây để mà video á, là nó không mất thời gian của chú nhiều. Mặc dù là đến quay là quay một video rất là dài, nhiều khi quay từ lúc bật máy mà tới 3-4 lần nó bị hết pin á. Là cả mấy tiếng đồng hồ anh một quý vị. Rất là mất thời gian luôn. Không có tốn thời gian đi nhưng mà thời gian đứng quay rất là lâu luôn. Mọi người cũng thấy rồi, một cái video mình quay là có khi là một tiếng mấy, có khi hai tiếng, rất là lâu luôn. Mà mọi người thấy là cái những hình ảnh nó quen thuộc, nó lặp đi, nó lặp lại nhiều lần. Chú không cảm thấy là nó nhàm chán, ông bà cô chú nhiều người cũng không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì thứ nhất là ông bà muốn theo dõi rằng là những đứa trẻ như thế này á, cái quá trình nó phát triển rồi nó trưởng thành, nó có sự cố gắng, nó lao động như thế nào, rồi nó học tập như thế nào trong cái hoàn cảnh đó. Và được mọi người ở gần đây hoặc là ở những quận khác lân cận đến ủng hộ ra sao đó, và thực khách ăn vào quán càng ngày càng phát triển hơn hay không, nó nâng cấp menu lên rồi những cái món mới, nhất là con dành được rất là nhiều tình thương từ ông bà cô chú ở trong nước và ngoài nước nè. Và chú Hà, chú Lâm nghĩ thôi, cái động lực mà chú Hà tới đây là giống như là xem mấy con giống như là con gái của chú Hà, dịch tình yêu vậy á. Tại vì chú Hà cũng có một đứa con trai cũng là chạc chạc tuổi của con, không biết là anh Hà có ý đồ gì hay không. đang tập trung nữa, ông nghe ông nói cái gì, được không? Mà đường mưa quá các bạn, căn bản là mình cảm thấy mến. Và cái thứ hai nữa là cảm thấy lao động là vinh quang, mà mấy đứa bé này lao động để hỗ trợ ông bà, những người có hiếu. Để chú Lâm nói là có cái độ hài này, nó có độ hài để ông bà coi, chú vừa coi mà vừa mỉm cười đúng không? Chú chấm chắc là ông bà coi chú xem video này đang rất tập trung nhưng mà sẽ bật cười luôn. Thôi chú Hà có ý đồ gì? Nói cho chú Hà không có cửa đâu, bởi vì rất là nhiều ông bà cô chú ở nước ngoài mến bé Hà, muốn bắt bé Hà về làm dâu làm con rồi các bạn. Đây con nhỏ làm gì đây? Cái vụ gì? Đây là yếu tố giải trí luôn. Cái vụ gì? Đâu lấy ra chú phỏng vấn cái vụ mà cô có 30 bộ cái bộ đồ một tiếng vậy? Ủa bỏ sao? Đây gọi là cho dạy á. Đây. Hả? Cái kính nó có nước sao chứ hại được. Đâu có nước đâu, đâu có nước đâu. Đâu trả lời coi. Trả lời chú nghe cái vụ này coi. Dạy. Tự nhiên ra đổi cái đó không đi. Con rất thích màu tím. Cái cặp màu tím, điện thoại màu tím, thằng giấy cũng màu tím. Cái gì giấy? Thằng giấy. Thằng giấy mà màu tím luôn hả? Được luôn hả?
À thì có màu trắng đó. Chứ cô chứ cô mà chơi cái khăn giấy mà màu tím nữa. Cô độc lạ mình dương. Là độc lạ Sài Gòn. Đây, con tay có màu tím, lắc con màu tím. Cổ thiệt không? Thiệt không? Không là là màu đen. Dạ là cô ảnh mai con ơi cái cô màu đen nhưng mà cái chữ của cô là màu tím. À. Anh mai con là ý kiến đi. Anh mai con là ý kiến là cô không dám nói rồi chứ hả? Cho nó tông gì tông chứ. Nó bị lạc quẻ màu đen á. Rồi quay chứ. Đang đây còn xúc động á, nhiều khi nhận được rất là nhiều tình thương của ông bà cô chú gần xa và từ khách đến ăn bánh xèo thì ai mà không xúc động, nhất là những bé nhỏ như con, đúng không? Và hôm bữa là chú Lâm cũng thấy con rất là tình cảm, tại vì hôm bữa chú Long á trên cuộc sống văn hóa thực có đây chú Long sống Sài Gòn TV có chọc đứa con á, là sẽ không tới đây quay nữa thì thấy con khóc những giọt nước mắt con của con đó cho mày. Đừng cho mày chuyện cũ nữa, nó quá. Thấy sống rất là tình cảm, bởi vậy chú Lâm không có muốn con phải buồn á, nên nói một chút xíu vui vui. Rồi, đâu? Đang nói mà ông lật sao cái tình huống sao nó hài coi. Em đâu biết đâu, nói đại thôi chứ em. Anh làm em. Tôi đang tập trung á, tôi đang thứ là cái là mình đưa người ta đang hướng một hướng thôi, xong mình bẻ ngược lại là nó hài. Đâu có đâu em. Đấy. Em không biết. Em chỉ có biết là giống như là mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Chứ cái lúc vui lúc buồn chứ không phải là nói chung là có đó. Bây giờ là hiện tại là 18:19 8 giờ tối nha các bạn, tối thứ ba đầu tuần, trời mưa nha mọi người. Ngon nha, bán xôi xéo đi luôn đi Hà Anh ơi. Chú Lâm kêu là Hà Anh ơi bán xôi xéo luôn đi. Wow. Bởi vì thứ nhất á là trong video này con đã nói là hình như là bà nội con làm được bán xôi xéo. Bố nãy nó mà cố không có thời gian đâu, biết sao xôi kia đó là bán buổi sáng, thường thường mình thấy là xôi bán buổi sáng nha các bạn. Bé Hà là bữa nay nó đi học rồi, bà nội làm không kịp đâu, không khởi đâu là xôi gì. À, suy nghĩ lại à. Bà cố lên phụ của bé xôi luôn. À. Wow. Bà cố phụ bé xôi luôn bây giờ. Nhưng mà bà cố làm mới được hả? Chứ thời gian đâu con nghĩ thì sẽ có thời gian gì, thời gian đâu làm. Chú thấy không có thời gian hả? Không có thời gian. Nói chung là con không làm được đâu. Khi nào con lớn á, con rảnh rỗi thời gian. Cuộc sống Sài Gòn làm được chứ. Cuộc sống Sài Gòn TV kêu là bé Hà bán đề xuất ý kiến là bé Hà bán xôi. Đề xuất vậy thôi, nhưng mà phải phù hợp với mình, phù hợp với công việc. Ước hết luôn rồi, cũng lâu vợ á. Đứng quầy giống như tắm mưa vậy. Cái làm sao ướt hết rồi nè. Ướt quần ướt áo luôn nè. Còn lần trước thì bị dầu vậy anh. Còn lỗ mũi thì hít những cái đợt khói. Lâu lâu thoang thoảng vào lỗ mũi. Làm cho cái cũng là một cái động lực của qua. Bóp cơm gì hả? Nấu củi. Hấp dẫn. Mai đen cơm, củi. Bé Hà là nói rồi bạn, nó đang thường thường là nghe đâu là bà cố hay xem video của con đúng không? Ngày nào cũng xem. Dạ. Thời gian đâu mà bà có xem dữ trời. Bà có vừa vậy đó.
Ý người bé Hà nói bà cô rảnh lắm. Bà còn có đâu mà đâu biết kênh của chú làm đâu. Thì bà nói là bà cô. Bà có rảnh coi mấy chú. Cho anh bốn cái mang về cho anh. Bà cố dọn vô cái làm lặt vặt cái chiều tối bà cố con đi chơi. Đi qua hàng xóm chơi đó. À đi vòng vòng xóm hả? Bà cố có biết kênh chú Lâm không? Đổ quay bà cố á. Cho chú Lâm đổ hả? Tôi kêu mà cố đừng tìm nữa. Đúng là thôi đừng cố. Cho chú rau nhiều chút nha. Còn kênh mấy chú còn cố tìm dây dễ rồi. Còn chú làm cố. Ủa vậy hôm bữa con về quê đó cho con kêu là chú làm cái clip ăn 6 cái luôn nè à, cô. Bút bàn ở trời nghỉ đó. Không kiếm tiền bà cố. Là cái clip mà múc bàn nó sẹo nhí đó, nhớ không? Rồi rồi. Thôi có khách là vui rồi. Có khách vô là vui rồi. Ủa cô mua mấy cái ạ? À? Cô chị mua mấy cái chị? Rồi, cô mang về. Ở trong nhà thì vẫn có 4 thực khách. 8 giờ rồi. Video này bà cố sẽ lật đặt sát mai khăn gói đem đồ ngừa lên nấu sôi. Coi xéo miền Tây hả? Sáng nay học về đi về mà thấy bà cố cũng nghe quá. Xỉu ngang luôn hả? Chú nói gì vậy? Thêm rau, thêm rau. Cho chú thêm một bình nữa con, ra lấy thêm một bình nước mắm cho chú nữa. Hai bình nữa cũng được. Bà lên bà ký đầu hoa bé Hà nè bà cố ơi. Nó về dưới nó báo, đây bà lên bà báo nó lại. Để thử đi, mình về quê rồi bà cố. Về quê bà cố có điện không phụ? À. Bà cố video, bà cố thực dụng, bà cố làm, bà cố nấu con gì đâu, 15 món. Chỉ còn nói là ông phải, nó như là ăn lặt chặt nữa, bà cố còn muốn. À, ý là nước trà đá này, rồi đồ ăn tráng miệng, nó tính món luôn hả, thành 15 món bà cố ơi. Bà cố xem clip là thấy gì không phải là lên là gọi lại liền, thấy không? Lên dạy liền. Đó, bà cố vậy là quá ok rồi. Đâu bà cố thích báo mấy đứa về đi, bà cố nấu đồ ăn cho người lớn tuổi ở quê là tao thích cho con cháu nhiều lắm. Nói vậy nó giỡn đi cho nó nhớ bà cố. Yeah, ngày nào cũng gọi điện thoại mà. Con đoàn nó biết tính tiền không? Chú làm nói 6 cái 201. Con. Khách đông quá đang nói đổi hình mọi người ơi. Có 2 người, có 2 khách mà đâu. Nhưng mà chiêu nhiều. Chiêu nhiều bánh xèo 7 cái luôn. Có đổi hình rồi. Đang từ quá hot girl anh Hà đổi hai hot girl bán bánh, hai hot girl tương lai đang bán bánh xèo. Bà nội hôm trước bà nói là cái khung giờ này là tới 8 giờ hả? Cô nói 8 giờ hả? 8 giờ 10 rồi. 8 giờ 4 phút rồi.
Giờ đó giờ con Tâm Anh á. Chú nhớ hình như giờ là giờ. Trời vẫn tiếp tục mưa lâm râm nhân bà cô chú. Bạn á, bạn học á. À, đi học chung luôn hả? Đi bằng cái gì? Đi bằng cái gì? Đi bằng cái gì? Đi bằng cái gì? À, sao? 3 phút. Khoảng bao lâu? Mấy phút cái mấy, không được 5 phút. Không được 5 phút rồi. Ừ, gần mà, sát bên. Được rồi. Đi xe. đi bộ cho nó gọn hơn đi xe. Với kẹt xe. Đúng không chú Lâm? Cần thể dục khỏe nữa. Đầu óc tỉnh táo, tinh thần thoải mái. Có nhiều năng lượng hơn để cô lớp tiếp thu bài học. Vô cô giáo dò bài cho nó an toàn. Tỉnh táo hơn. Nói chung là chú Lâm an tâm cái vụ mà bánh xèo thịt vịt với lại xôi là sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất, nhưng mà thời gian nào thì đỡ tính sau, nhưng mà sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất nha bà cô chú. Chắc chắn là bánh xôi thịt vịt, là bánh xèo thịt vịt là có đó, có thể là tháng sau, có thể là tháng sau nữa, hoặc là cũng có thể là một tháng sau nữa. Còn thời gian nào thì khi mà nó xuất hiện cái món nó hot thì tụi em sẽ chia sẻ trước một ngày cho ông bà cô chú xem, còn ngày nào thì chưa có biết, cho nên là mọi người thông cảm nha. Cái món nó hấp dẫn đó nha. Khi nào có thì là mọi người sẽ có video để xem cái món đó. Mình hứa là mình sẽ quay bánh xèo thịt vịt đầu tiên và duy nhất ở chỗ quán bánh xèo Nhí thôi, không quay chỗ nào khác nữa. À, cái anh này hôm bữa tặng cho tặng món hoa cho Tâm Anh rồi. À, tặng người yêu mà người yêu không lấy rồi cho Tâm Anh bó hoa. Cuối cùng vậy là cưới ai? Hôm bữa nhìn đám cưới ảnh đúng không? Đúng không? Hôm bữa đám cưới ảnh đúng không? Chết rồi. Ủa hôm bữa anh đám cưới đây đúng không? Đúng rồi. Không, thôi là đám hôn thôi. À, thôi thôi. Ủa chưa cưới thôi thôi. Anh hỏi thời bây giờ thời của người ta hiện đại rồi mà. Chú Lâm hỏi kỳ quá. Mới là dữ chứ, đỉnh cao chứ. Thôi nó sầu quá. Rồi trở lại nó sầu đi. Giờ là trẻ thế kỷ 21 rồi. Nói chung đang vắng khách nha các bạn. Rồi đang mưa nha mọi người. Hôm nay cô giờ cũng lai rai. Ở trong nhà 4 người rồi, nãy giờ cũng mua về cũng được 7 cái, nhưng mà căn bản là hiện tại là chả giò vẫn còn. À, đưa bé cho mình không có PR marketing nữa. Chú gặp mà chú Lâm á, chú Lâm là vô hỏi liền. Ai kêu nó xèo đúng không, chú Lâm buôn bánh xèo ra hỏi tiếp thị liền. Hôm nay quán của con á có thêm món chả giò có 6.000 hướng, ăn rất là ngon, rất là mong múc ban kìa, vô múc ban kìa. Vô review múc ban kìa. Hôm nay là chú vô múc nguyên cái bàn luôn á. Múc ban ấy. Chú Lâm mà vô múc. Có thấy đâu rồi, nó phải đề xuất mới thấy chứ. Vô cái kinh rồi, cái đó đâu có đề xuất. Cái đó là quay chơi vui, quay cho bé, cho mang lên tình sống. Đây chú hay đặt chủ đề của hôm nay. Video quá, cái gì? Thôi đâu, cho hôm nay video vui nhộn.
bữa nay chú con trai chú chưa đề đó. Thế chú kiếm được rồi, bữa nay kiếm khoảng 10.000 view rồi. Lâu lắm rồi mới nhí, không có được 10.000 view nha các bạn. Tức là lúc trước á tới mấy chục ngàn các bạn có chú quan tâm mà bây giờ là bánh xèo nhí chỉ được khoảng mấy ngàn các bạn có chú quan tâm tới bánh xèo nhí nè. Quên rồi, quán vào quên bánh xèo nhí hết rồi. Quên mấy Hà. À, cái số hotline của bánh xèo nhí. Cái hotline mình phải đưa xuống dưới nha các bạn. Đưa xuống dưới rồi mới quay được. Đứa là số ở trên. Số ở trên anh nào ông đánh ông viết chữ. Bây giờ là phải quay xuống dưới. Rồi cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình sẽ kết thúc video. Hình như trong này có cái gì mới này đó, đó. Để quay review cho các bạn cái vụ gì mới. À cái thùng nước mới. Ông ngồi hình như mới sửa. Con cảm ơn ông Mục rất nhiều đó, tại chở mày cho con. À ông Mục mua hả? Dạ. À là một cái lavabo hả? À cái miếng Mika. Mua hai cái mang về cho chú ơi. Rau hai cái. Hai cái rau đây. Rồi bịch cái bịch đã đựng. Đó. Các bạn nó đang ăn nha các bạn. Mua cái một hả? Không đưa bịch về đó hả? Mới làm bữa nay luôn á bé hả? Có gì nha chú đi về kìa. Nãy giờ đổ ba chảo nha ông bà cô chú. Rồi cô chú ăn bánh xèo. Múc băng là múc bạn làm mà vui tánh. Rồi cảm ơn bà cô chú nha. Hẹn lại bà cô chú ở các video bây giờ mưa râm râm này. Nó lạnh lạnh. Cái ta nó trả bà xuống nhà nó vua mãi yêu. Ok. chú làm thích quay trong anh nó múc bằng. Bữa nay nó múc bằng hải sản nha các bạn. Cái này là cái đặc biệt nha mọi người, đặc biệt là 4 tôm dưới là 15 miếng thịt. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 miếng nha các bạn. Chú nói giỡn thì con đếm làm gì. Nhiều. Chính xác luôn hả? Ô hồ ghê ta. Ghê thì. Rồi. Nó giỡn mà trúng luôn trời. Lửa hơi yếu nha. À lửa. Mưa lâm râm vậy ông bà cô chú ơi. 16 miếng hả? Con mới tìm một miếng nhỏ nhỏ được không? Để con đếm cho đủ 16 cho nó khác 15 đúng không? Để.
Quay cho mọi người xem cái bánh xèo đặc biệt, lâu lắm rồi không thấy bánh xèo trứng vậy. Mà dạo này ông bà hình như là giảm ăn bánh xèo trứng ha, chú không thấy lâu lắm mới thấy không có bánh xèo trứng. Ý sao mà vậy, mà rinh cái này là cá thường nha mọi người, 30 ngàn. Không. Cái này cái thừa luôn kìa. Luôn cứ nào bao nhiêu? 30 ngàn. 35 ngàn lộn. Đang. Cái gì đó cũng thêm hai. Quên. Thấy rồi. Hai con nha mọi người, bình quân ngày là 7-5 con, nhưng mà ngày nay chưa đặt chỉ tiêu do là đổ bánh xèo bữa nay cũng ít đấy các bạn, chứ đổ nhiều là cũng 5 con rồi mọi người ơi. Bên này lửa hơi yếu nha, lửa hơi yếu các bạn. Lửa hơi yếu là nó lâu chín hơn, với lại là nó sẽ không được giòn. Cuốn giòn là phải tăng lửa, đổ mỏng rồi các bạn. Ủa bên đó mấy cô bán tối không? Tối mới nghỉ, mấy giờ mới nghỉ? Đó là hết giờ, hết 8 giờ là con không có ra nữa, vừa ra nữa cho nên con không biết. Dạo này là cứ 8 giờ là vô học bài là không có ra vậy này nha các bạn. chú đang thấy mắc cười chú Long nãy, chú Hà có ý đồ gì? Bắt chấm cơ không? Cho là chết. Rồi cảm ơn mọi người nha. Tạm biệt mọi người, tạm biệt lần số 2. Hồi nãy là tạm biệt rồi, nhưng mà